Rồi bắt đi, bắt con đó đi. Ê, quay sát lại đi cho chú, sẵn chiếu gửi cho chú coi luôn cho nó đúng. Nó ngay con cái nãy lựa cho chú rồi đó. Rồi bắt nó đi. Bắt đi rồi bắt ra ngoài cho anh hay bắt tay ra cho. Để cần này chút cần thử cho nó nhiều ký. Đi ngược lên đây nè cưng. Đây này, đưa này. Đây cân thử rồi cân về không đó nha. 3 kg 3 kg 7 3 kg 8 3 kg 8 trừ cái giật 400 luôn đi. Còn 3 kg 4 3 kg 4 3 kg 3. Con này con cái. Chú này ông lựa. Ông bữa ông bắt trùng nhảy rồi. Trùng lứa rồi luôn. Nay bắt cái lớn cho ông. Đó con cái. Rồi, đưa túi con. Không. Rồi nè, buộc con đi. Chúc lấy cái gì ta? Lấy cái siêu luôn. Ờ đúng rồi. Cột lấy cái siêu coi lấy cái siêu cho anh đi. Nè, cái nè. Đây. Uy tín luôn. Đó, bầu. Đây coi. Cái siêu này là nó 43. Rồi. Ô này là nó 43 nè. 43. Nè. Quấn vô đi. Vậy đi cho nó đựng lộn. Ơi hai chú cháu cứ lộn. Ủa chiều nãy cho ăn chưa? Chưa hả? À dạ. Yeah. Cho ăn miếng không? Lấy cái tờ giấy đi kìa. Tờ giấy của Đống Ngọc á. Đưa cho chú. Gửi theo xe. Để cho đi về chú Vĩnh. À, khỏi này gửi về cho chú Vĩnh. Chú này có bắt tròn của mình rồi. Chú này bắt bữa hồi bữa mùng 6 ngay con tròn đực á. Cái clip ngay bữa mùng 6 mình quay Tết á. Lấy chiếc xe này đi. 4 chỗ đi cho nó mát. Bữa cho nó gọn chứ. Đây, lấy con đực. Con đực rồi chú mua thêm một con cái nữa. Rồi bây giờ chú mua thêm một con cái nữa. Nhưng mà chú đã có nuôi rồi nha. Giờ chú cứ bắt tới gì đó. Đây, chút xíu lấy chiếc này đi. Nhỏ đi. Đúng rồi, lấy giấy đó luôn. Nè, số của chú nè cưng. Đâu rồi ta? Đâu kéo ngược lại kiếm đi. Số điện thoại của chú trong đây nè. Số trong máy của anh hai á. Đi, đi đem ra ngoài luôn đi. Đem ra ngoài đi. Rồi chế và đem ra sau. Đây thì bình thường mình gửi đi xe cái là tắt cái đèn đó đi năm. Mình gửi xe cái là sáng là mình nhận được rồi. Buổi thường là buổi sáng là bắt đầu mình nhận được rồi. Sáng sớm. Ừ. Cái bọc đây nè, không có bọc chết tôi luôn đây. Không có bọc rồi bỏ cái ghế xe. Ê, đúng rồi, bỏ cái ghế trước đi đệ. Để anh hai mở đóng cốp rồi đi, anh hai chạy xích tới cưng bỏ cái ghế trước đi cho nó mát. Xe mình bị bể bô chứ không phải là cái bô như Lambo nha bạn. Anh em nghe đợt trước có mấy anh em trên hội nhóm với trên group hỏi sao trời chiếc xe sao nổ giống siêu xe, nhưng mà thật ra chiếc xe mình bị bể bô nha, mà nó nổ giống thiệt. Nổ y chang luôn. Bỏ đại ghế trước nè đệ.
Đây. Đây. Cột vô đó đi. Ba đi xuống chợ. Xuống chợ gửi theo xe, gửi xe đi. Đây, đây thì đưa lên trên Sài Gòn. Sài Gòn nha. Rồi xong đóng cửa lại đi anh hai, chạy đi. Cũng cảm ơn anh em với cảm ơn chú đã tin tưởng chạy. Đây là lần thứ 3 rồi đó. Lần thứ 3 chú bắt rồi đó. Tuy số chọn không phải là quá nhiều hoặc là không quá ít, nhưng mà anh ta tin tưởng, ta bắt từ đợt, vậy là mình cảm thấy cũng ok rồi đó. Với giờ thì thật ra là như bán tròn bây giờ hiện tại đi, là em chủ yếu là em bán cho mấy chú ở xa, ở từ Sài Gòn rồi đó, là không có chú nào xuống tận trại nữa, chỉ có gọi điện thoại thôi. Nhưng mà người ta, mấy chú đó vẫn, chúng ta tin tưởng, người ta chuyển khoản cho mình đầy đủ cái số tiền đó, thì mình cũng phải đáp lại lòng tin, là rõ ràng là mình phải lựa hàng ok. Mà đối với em, phương châm của em làm là khi mà em gửi hàng cho khách hoặc là khi mà khách chọn giống á, là em sẽ lựa hàng rồi xong em sẽ quay clip gửi qua bên Zalo cho khách, khách xem ok đúng kiểu như khách thích thì em mới chịu nha, đúng số ký, đúng màu, đúng kiểu như khách thích thì mình mới bắt, chứ không phải là tự nhiên mà khách kêu chọn là mình sẽ muốn bắt cái con gì thì bắt, là chuyện nó không có nha. Còn phải quay video gửi cho khách nữa, rồi khách ok, đúng cái con màu trắng đó anh chịu, hoặc là đúng cái con màu đen đó anh chịu thì em mới gửi, chứ không phải là tự nhiên mà mình gửi cho khách liền một cái một này đâu nha mọi người. Đây là cái đường mà ra cái đường lộ nhà nè, lộ nhà ra lộ ngoài này là lộ nhựa hai chiều đó, xe bốn bánh thì vô tới nhà, nên anh em đi đến tận nơi thì cũng được, thì thoải mái ok. Đó, ra lộ nhà thôi, vậy mình thôi mình để mình xuống xe đi, xuống chành xe đi rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Rồi có thấy là chả nóng xím á. Rồi xong, vậy là xong rồi đó. Đó, đây xuống nước mũi 30 cây. Rồi vậy là xong một em chồng cái về tới Sài Gòn quận 3. Cảm ơn chú Vĩnh đã tin tưởng nha. Rồi, hẹn gặp lại chú quận 4, quận 4, quận 5, quận 6. Anh em nào cần liên hệ về con giống á, cứ gọi trực tiếp cho mình số 0914 444 865 hoặc là số 0948 266 267. Số đó thì của ba mình, tên Tâm nha, số của mình tên Linh. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video nha.